Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một game. RPG Maker là một trong những công cụ tạo game mà được rất nhiều nhà sản xuất sử dụng hiện nay. Trong những năm gần đây thì có rất là nhiều trò chơi kinh dị nổi tiếng mà được thực hiện bởi công cụ này. Ngày hôm nay hãy cùng mình đến video này để tìm hiểu 10 tựa game được thực hiện bởi công cụ RPG Maker nhé. Angels of Death. Thiên thần vốn là biểu trưng cho sự sống, nhưng sẽ như thế nào nếu một người mang danh thiên thần lại là hiện thân của cái chết? Rachel Ray Gardner, một cô bé bị mất trí nhớ sau khi chứng kiến vụ giết người man rợ, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị tâm lý. Nhưng chính tại nơi này, Ray lại bị kéo vào hàng loạt những trò chơi chết chóc của một thí nghiệm bí ẩn. Chính tại đó, Ray đã bị gã bác sĩ điều trị Daniel Danny Dickens bắt giữ với mục đích muốn chiếm đoạt đôi mắt xanh của cô bé. Vượt qua tình huống nguy hiểm ấy, cô sẽ lấy lại được ký ức về đêm xảy ra án mạng, đồng thời trở thành một con người lạnh lùng, thông minh và thờ ơ với cái chết. Theo suy nghĩ của Ray, chết là sự giải thoát, nhưng cô lại không thể tự mình tìm đến cái chết, nên đã hợp tác với tên sát nhân hàng loạt đang bị mắc kẹt trong tòa nhà là Isaac Jack Foster. Theo thỏa thuận, Ray sẽ dùng trí thông minh của mình để giúp Jack thoát khỏi đây. Đổi lại, anh sẽ giúp cô đến với sự cứu rỗi bằng cách anh thường làm với các nạn nhân của mình. Cá nhân mà tôi thì cảm thấy Angels of Death là một tựa game tâm tối, vặn vẹo, và đến cả nhân vật chính của trò chơi là Ray cũng không hề thuần khiết như vẻ bề ngoài. Cô bé có sở thích khâu những con vật lại với nhau và sở hữu một niềm tin mù quáng với Chúa. Nên nếu đang tìm kiếm một tựa game sở hữu cốt truyện tối tăm méo mó thì bạn nên dành thời gian để chơi thử Angels of Death hoặc xem lại video cũ của Mọc nhé. The Witch House. Nếu có một ví dụ minh họa cho câu người tốt chưa chắc đã được báo đáp thì đó chắc chắn là The Witch House. Tựa game xoay quanh cô gái trẻ Viola thức dậy giữa một khu rừng hoang vu vắng vẻ và nhận ra lối thoát duy nhất đã bị những bụi hồng gai chặn lại. Không còn cách nào khác, Viola chỉ đành men theo con đường mòn dẫn đến một căn nhà bí ẩn gần đấy. Tại đó, cô gặp được một chú mèo đen và tìm thấy những dòng nhật ký do chủ nhân căn nhà, cô phù thủy Ellen, để lại. Thông qua những dòng chữ trong quyển vở, cô biết được quá khứ đau thương của Ellen và bắt đầu nảy sinh sự đồng cảm với cô phù thủy tội nghiệp. Nhưng càng tìm hiểu sâu về Ellen và căn nhà bí ẩn, Viola sẽ càng cảm thấy bất an và nhận ra mọi việc không hề giống như những gì mà cô đã biết. Có thể nói, The Witch House là tựa game chứa plot twist đáng sợ và trần trụi nhất trong danh sách ngày hôm nay. Khi người bị hại và kẻ gây ra tội lỗi hoán đổi vai trò cho nhau, khi sự lương thiện phải trả giá bằng cả mạng sống. Nếu là một người lần đầu chơi tựa game này, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đoán được kết thúc đau lòng ẩn sau tựa game. Corpse Party. Ở vị trí thứ 8 sẽ là Corpse Party, một trong những cái tên tiêu biểu của dòng game kinh dị RPG Maker. Câu chuyện trong trò chơi xoay quanh một nhóm bạn thân sắp phải chia xa để gắn kết tình bạn. Một người trong số đó đã đề nghị cả nhóm thực hiện nghi lễ tình bạn, rồi cả nhóm bị đưa đến một ngôi trường bị ma ám ở chiều không gian khác. Người chơi sẽ lần lượt nhập vai vào từng người trong nhóm bạn, bước lên hành trình tìm lại những người bạn đang thất lạc. Nhưng hiện diện bên trong ngôi trường không chỉ có nhóm bạn của chúng ta, mà còn có sự góp mặt của những linh hồn tà ác khác. Trong phần game gốc, ta sẽ phải đối mặt với linh hồn của ba đứa trẻ bị mất những bộ phận cơ thể như não, mắt và miệng. Dù trông có vẻ vô hại, nhưng chúng sẽ là hung thủ gây ra những cái chết thảm thương cho nhóm bạn. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất mà ta phải đối mặt lại là linh hồn bé gái áo đỏ trông có vẻ vô hại, The Sachiko, trung tâm của lời nguyền đang bao trùm ngôi trường. Mọi tôi từng làm hãng một series về tựa game này, và nếu đã từng xem qua hoặc là chơi qua con game này thì các bạn có thể thấy yếu tố kinh dị trong Corpse Party không chỉ đơn thuần là các hồn ma, mà còn là một bữa tiệc mãn nhãn cho cái tín đồ của thể loại Guro. Với những phân cảnh hành xác đầy chết chóc và man rợ, khái niệm hào quang nhân vật chính lẫn happy ending gần như sẽ không tồn tại trong tựa game này. Nên nếu thử trải nghiệm đó, bạn chắc chắn sẽ chìm đắm trong sợ hãi lẫn khoái cảm tội lỗi khi cảm thấy các nhân vật bị xé xác không thương tiếc. Aoni. Dù không sở hữu cốt truyện quá chi tiết hay rùng rợn như những tựa game khác cùng thể loại, Aoni vẫn gây ấn tượng mạnh với game thủ bằng hình ảnh con quỷ xanh đầu to, đầy tính thương hiệu. Câu chuyện về một nhóm bạn rủ nhau vào nhà ma để thi gan quen thuộc đã được Aoni tận dụng triệt để nhằm đẩy nỗi sợ hãi của người chơi lên đến đỉnh điểm. Trong vai một cậu chàng tên Hiroshi, ta sẽ phải tìm kiếm tung tích những người bạn của mình, đồng thời phải chạy trốn khỏi sự truy bắt của một con quái vật không rõ nguồn gốc tên Aoni. Không ai biết Aoni có từ đâu hay mục đích tồn tại của nó là gì. Thậm chí đến khi tựa game kết thúc, những câu hỏi về con quái vật này vẫn bị bỏ ngỏ, chưa có lời giải. Chính điều đó đã làm nên sự thú vị của Aoni. Và tạo hình đơn giản nhưng ám ảnh của con quỷ cũng là một điểm cộng khó bỏ lỡ của tựa game này. Ngoài ra, thì thời lượng chơi của Aoni cũng khá ngắn, nên bạn không phải mất quá nhiều thời gian để phá đảo. Còn nếu sợ ma mà vẫn muốn nghe cốt truyện, thì mọi tôi từng làm một video về con quái vật đầu bong bóng này rồi, các bạn nhớ xem nha. Misao.
Cái tên tiếp theo là Missile, một trong những tên game lấy đề tài tranh cãi muôn thuở, vấn nạn bạo lực học đường. Missile, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại nhút nhát. Chính vẻ ngoài và tính cách trông có vẻ yếu đuối đã biến cô bé thành mục tiêu bắt nạt của bạn bè cùng lớp, thậm chí là đối tượng quấy rối của giáo viên trong trường. Một ngày nọ, Missile đột nhiên biến mất không một dấu vết, nhưng không có bất kỳ ai để ý đến điều đó ngoại trừ một người bạn cùng lớp tên Aki, người luôn chú ý đến Missile. Vào khoảnh khắc Aki còn đang tự hỏi cô bạn nhút nhát của mình đã đi đâu rồi thì ngôi trường bắt đầu rung chuyển, kéo cậu và những người có dính dáng đến Missile sang một chiều không gian khác. Chính tại nơi này, Aki sẽ được biết về những gì mà cô bạn tội nghiệp phải gánh chịu suốt thời gian qua, đồng thời vén lên bức màn bí mật đầy căm phẫn về cái chết của Missile. Và nếu từng xem qua video cốt truyện của mọi tôi thì chúng ta sẽ thấy không chỉ xoay quanh vấn nạn bắt nạt, Missile còn kể lại câu chuyện của một nạn nhân bị quấy rối tình dục bởi những con sói đội lớp giáo viên. Hơn cả một game kinh dị đơn thuần, tựa game là một bản nhạc buồn mà rây rứt, bao trùm tâm trí người chơi đến cả khi tựa game kết thúc. Mad Father. Vị trí thứ 5 sẽ là Mad Father, một cái tên không thể quen thuộc hơn nữa đối với những game thủ yêu thích game RPG Maker. Nhân vật chính Aya Travis đáng yêu sống cùng với cha mình là tiến sĩ Alfred và cô hầu gái Maria trong một căn biệt thự rộng lớn ở miền Bắc nước Đức. Mẹ của cô đã qua đời từ lâu và cô bé chưa bao giờ được bước chân ra khỏi nhà kể từ đấy. Thế rồi khi Aya tròn 11 tuổi, cô bé đã phát hiện ra một bí mật động trời vào ngày giỗ của mẹ mình. Người cha Alfred đáng kính của cô hóa ra lại là một nhà khoa học điên rồ, có sở thích biến người ta thành búp bê mà đặt rất nhiều mẫu vật dưới tầng hầm của căn biệt thự. Dưới sự giúp đỡ của cô hầu Maria, người đang có mối quan hệ gian díu với cha mình, Aya sẽ từng bước tiếp cận sự thật về cái chết của mẹ, cũng như những thí nghiệm điên rồ của ông Alfred. Và khi mọi thứ được vén màn, cô bé sẽ phải bỏ chạy khỏi lưỡi cưa sắc lạnh của cha mình, nếu không muốn trở thành một phần trong bộ sưu tập búp bê của ông ta. Dù đã làm video về tựa game này được một thời gian, nhưng mà mọi người vẫn nhớ như in những chi tiết trong trò chơi, lẫn tiếng cười bệnh hoạn của Alfred khi cầm cưa đuổi theo cô bé Aya. Tuy không sở hữu nhiều phân cảnh rùng rợn trần trụi như Ghost Party, nhưng Mad Father vẫn đủ sức làm cho người ta run sợ bởi tình tiết dồn dập, những phân cảnh rượt đuổi thót tim và cả sự vặn vẹo đen tối mà nó mang lại. Humanity. Cuộc sống hàng ngày vốn đã đủ vất vả, nhưng sẽ thế nào nếu ngay cả trong mơ chúng ta cũng không tìm được bến đỗ yên bình? Madosuki là một cô gái cô đơn sống một mình trong căn hộ và thường quanh quẩn trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng có kẹo và hoa. Thế giới mà Madosuki phải đối diện khi ngủ lại là một nơi khó hiểu và tràn ngập những sinh vật kỳ lạ. Xuyên suốt trò chơi, không có bất kỳ câu thoại nào được thốt ra, thay vào đó là những hình ảnh siêu thực và lối chơi phi tuyến tính, khiến chúng ta cũng phải hoài nghi về những gì đang thực sự hiện hữu bên trong tâm trí của Madosuki. Để hiểu ý nghĩa thật sự ẩn sau Humanity, người chơi phải sâu chuỗi lại tất cả những manh mối cực nhỏ nằm rải rác bên trong trò chơi. Và khi giải mã được hết thảy những điều đó, chúng ta sẽ rùng mình bởi sự tăm tối và thậm chí là tiêu cực ở sau màu sắc đáng yêu của tựa game. Pocket Mirror. Pocket Mirror là câu chuyện xoay quanh cô bé đáng yêu Gordia vô tình bị kẹt trong một chiều không gian kỳ lạ cùng với một chiếc gương cầm tay. Du hành trong thế giới đầy hoa và màu hồng, cô bé sẽ gặp một người bạn mới là Flitta rồi kết thân với cô. Nhưng dần dần chính Gordia cũng phát hiện có chuyện gì đó không ổn với nơi này. Cô thật sự là ai? Những người bạn của cô có thật sự tồn tại? Các câu hỏi dần chiếm lấy tâm trí của bé và rồi ta sẽ tìm thấy những sự thật kinh hoàng được ẩn giấu bên trong. Nếu để hình dung thì Pocket Mirror giống như một Wonderland phiên bản RPG Maker. Nhân vật chính Gordia chính là nàng Alice, chu du và xứ sở diệu kỳ. Nhưng ẩn sâu lớp vỏ đáng yêu đầy màu sắc tươi sáng là những hình ảnh đẫm máu và những tình tiết rùng rợn. Sự tương phản rõ rệt này là một trong những điểm cộng của Pocket Mirror, đồng thời cũng là lý do khiến cho tựa game gài được rất nhiều người chơi sợ game kinh dị, mắc bẫy. Nếu muốn tìm một tựa game đồ họa tươi sáng như câu chuyện tối tăm thì Pocket Mirror chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu mà bạn không thể bỏ qua. Ít không rùng rợn như Ghost Party cũng chả sở hữu đồ họa nền mang như Pocket Mirror. Ít leo lên vị trí thứ hai dựa vào câu chuyện đầy ám ảnh. Lấy bối cảnh sau năm 6235, một cô bé tên Eve được cha mẹ đưa đến bảo tàng nghệ thuật của nghệ sĩ Gwetana Weiss để chiêm ngưỡng những tác phẩm để đời của ông. Mọi chuyện cứ ngỡ như là bình thường cho đến khi cô bé nhận ra chỉ còn một mình trong bảo tàng. Không thể gọi cha mẹ cũng chẳng thể ra ngoài, Eve chính thức bị mắc kẹt trong viện bảo tàng ma ám rồi bị cuốn vào những tác phẩm nghệ thuật được treo trên tường. Cô bé sau đó sẽ tìm được những người bạn đồng hành là chàng trai Gary tóc tím, ăn nói nhỏ nhẹ với vẻ ngoài rách rưới và cô bé Mary xinh đẹp. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm thay đổi khi cả ba bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ và Gary phát hiện Mary thực ra là một tác phẩm nghệ thuật đang cố sát hại anh và Eve.
trò chơi mèo bằng chuột chính thức diễn ra. Ai là người xấu, ai là kẻ nói dối? Liệu Eve có thể thoát khỏi không gian nghệ thuật tăm tối đó để đoàn tụ với cha mẹ mình hay không? Tất cả chỉ được trả lời khi bạn đã hoàn thành toàn bộ Eve. Cá nhân mà tôi cảm thấy Eve là một tựa game thú vị với những gam màu tối và các tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ lôi cuốn một cách lạ kỳ. Đặc biệt, cách dẫn dắt câu chuyện của trò chơi làm chúng ta không thể dứt ra được. Ta sẽ tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu và cứ thế chơi mãi cho đến khi dòng chữ Ending thông báo tựa game kết thúc xuất hiện trên màn hình. Omori. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là Omori, một tựa game chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Tỉnh dậy trong một không gian màu trắng gọi là White Space, thứ duy nhất chúng ta thấy chỉ có bóng đèn đen, một chú mèo, laptop, quyển sổ vẽ và khăn giấy. Đó là lúc ta gặp được nhân vật đầu tiên, cũng là tên của trò chơi, cậu bé Omori. Thông qua việc điều khiển Omori, ta sẽ đến được vùng đất Headspace, nơi câu chuyện của Omori và nhóm bạn Cal, Aubrey, Hero bắt đầu. Cả bốn sẽ cùng nhau bước vào một cuộc phiêu lưu nhằm tìm kiếm người bạn tên Basil bị mất tích. Vén lên bức màn tội lỗi và bí ẩn được che giấu trong trò chơi. Dĩ nhiên cuộc phiêu lưu của Omori không phải là một cuộc hành trình bình thường, mà nó là chuyến thám hiểm tâm trí của một con người. Một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, khắc họa rõ nét các khái niệm tiêu cực như lo lắng, trầm cảm, chấn thương tâm lý, thậm chí là tự tìm đến cái chết. Nhưng đồng thời, Omori với tôi cũng là một hành trình chữa lành, nơi ta nhìn nhận, thấu hiểu và đối diện với những tội lỗi cũng như sự trầm cảm của chính bản thân. Câu chuyện sâu sắc cũng như thế giới với các gam màu nhợt nhạt của Omori chính là lý do tựa game này đứng đầu trong danh sách ngày hôm nay. Vậy là câu chuyện về Omori đã khép lại video ngày hôm nay rồi. Bạn đã chơi thử những tựa game nào trong danh sách ở trên chưa? Nếu rồi thì hãy để lại phía dưới bình luận cho mình biết nhé. Mặc dù video vẫn còn là nhiều thiếu sót nhưng mong bạn vẫn sẽ ủng hộ mò với một like, một share cũng như là một subscribe kênh. Cảm ơn bạn đã xem video ngày hôm nay. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.